Dũng xin chào quý vị và các bạn thân mến. Hàng ngày thì trong cái căn bếp này thì Dũng đã giới thiệu quý vị và các bạn những món ăn thật là ngon rồi phải không? Bên cạnh ăn thì chúng ta phải có những thức uống thật là ngon, và uống như thế nào thì gọi là sành điệu. Điều này cũng hơi khó đây. Có những món cocktail rất là ngon, hôm nay Dũng sẽ giới thiệu quý vị và các bạn để chúng ta có thể chiêu đãi những người thân hay là người yêu của chúng ta khi đến nhà chơi phải không? Bây giờ xin mời vào bếp nhé. Xin chào chị ạ. Trước tiên thì chị có thể giới thiệu tên như là hiện nay chị đang công tác ở đâu để khán giả có thể làm quen với chị. Chào Trung Dũng, mình là Trúc Duy, hiện đang công tác tại trường đào tạo nghề Tài Danh, bộ môn pha chế thức uống. Và hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn cho khán giả thực hiện mấy món cocktail đây thưa chị. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến Trung Dũng và các bạn hai món cocktail cũng khá nổi tiếng trên nền của rượu Bailey. Yeah. Đó là món I Love You và B52. Bây giờ trước tiên thì chúng ta phải kể qua những cái loại rượu mà có sẵn trên bàn phải không chị? Để thực hiện món B52 thì chúng ta cần 3 loại rượu. Rượu ca lúa là rượu ngọt của Mexico có mùi cà phê. Và đây là cái chai Bailey đây Trung Dũng. Bailey là rượu ngọt của Ireland và có mùi kem sữa. Còn đây là rượu Rhin Mạc Nhiê của Pháp có mùi vỏ cam chanh. Rhin Mạc Nhiê. Cái nền rượu là Cognac. Chai thứ tư là rượu Amaretto có mùi hạnh nhân. Để chuẩn bị cho món cocktail I Love You thì chúng ta sẽ sử dụng 3 chai rượu Trung Dũng ha. Đầu tiên là chai ca lúa. Amaretto và Bailey. Những loại rượu này thì Dũng thấy là cái nồng độ cũng rất là nhẹ, phụ nữ thì có thể uống không sợ bị sai không chị? Đúng, cái gốc của món này là BS I Love You, một món cocktail quốc tế. Người ta thường pha đơn giản bằng cách là rót các nguyên liệu vào ly rót với đá viên thôi. Và Việt Nam mình thường điều chỉnh giảm bớt cái hàm lượng rượu lại. Và chúng ta thêm một ít kem sữa tươi tạo thêm độ béo cho rượu. Bây giờ xin mời chị làm nha. Và chúng ta sẽ dùng thau tắc lát cho cái món này. Đầu tiên thì Trung Dũng nên ướp lạnh đá, ướp lạnh ly, chúng ta cho đá vô ly, ướp lạnh ly sẵn. Và nếu mà chúng ta bỏ tủ lạnh cái ly sẵn trong tủ lạnh thì cũng được đúng không chị? Trường hợp đó cũng được, lúc đó hình thức cái ly nó sẽ khác, là ly mình nó sẽ trắng mờ từ trắng trên mờ xuống dưới, còn đây là cái ly nó vẫn trong ở cái chân. Rồi chúng ta rót rượu vào bình. Cần một chung không chị? Chúng ta rót khoảng 20ml. 20ml. Mỗi loại rượu. Tiếp tục. Và cái này là Amaretto. Amaretto 20ml. Và đây là mùi ca lúa có mùi cà phê. Ca lúa có mùi cà phê. Cũng 20ml. Cũng 20ml cho mỗi loại rượu. Các cuối cùng là kem sữa tươi. Mà Trung Dũng nhớ để ý là kem sữa tươi phải trạng thái lỏng. Thì khi mình sát ra nó mới đều ngon trong ly. Bạn thấy mình rót lỏng ha. Cũng vẫn là 20ml. Bây giờ chúng ta mới cho đá viên vào bình. Và bắt đầu chúng ta sẽ lắc. Rồi, được rồi chị. Ta đẩy cái phần lược đá lại và nắp. Cái thao tác là phải cầm chắc hai cái phần nắp bình và thân bình. Chúng ta thao tác xếp theo hình số 8. Nhưng không nên xếp lâu ha, xếp lâu là coi như là đá nó tan ra làm lạc thức uống. Chúng ta sẽ rót thức uống ra ly. Và có cần trang trí gì thêm không chị Chi? Để đậm đà hơn mình rắc thêm một chút bột sô cô la. Bột sô cô la. Cái ly này mình không cần dùng ống hút mà mình uống trực tiếp trên ly luôn. Đâu Dũng khen thử coi. Rất là thơm đó chị. Trung Dũng thấy sao? Wow, tuyệt vời. Rất là ngon, I Love You rất là đậm đà, rất là hương vị như thế này thì bảo đảm chắc chắn là cô nàng phải yêu anh chàng này ngay thôi. Và bây giờ tiếp theo thì sẽ là cocktail B52. Cái cocktail B52 thì mạnh mẽ, nam tính, có thể dành cho Trung Dũng đó. Dành cho các ông không? Xin mời chị, tiếp tục. Cái món cocktail B52 mình pha chế nó cầu kỳ hơn một chút xíu. Cầu kỳ hơn hả chị? Có kỹ thuật hơn. Ở đây 3 lớp rượu của mình sẽ tạo thành 3 lớp chồng lên nhau trên ly. Vậy hả chị? Xin mời chị làm nha. Đầu tiên là Trung Dũng sẽ rót rượu ca lúa vào ly. Ca lúa là lớp rượu dưới cùng cho nên mình có thể rót thoải mái từ trong chai ra.
lớp rượu thứ hai là bê ly phải nằm chồng lên lớp rượu ca lúa. Thì lúc này Trung Dũng phải để ý nè, nếu mà trường hợp cái chai đang nhiều rượu á thì Trung Dũng phải dùng cái zigger như thế này để rót rượu. Còn muốn biểu diễn cho bạn bè thì có thể dùng cái chai rượu còn khoảng 1/3 chai. Trung Dũng có thể rót thẳng vô ly được. Dạ, bây giờ thì cái chai rượu này chai khoảng 1/3 nó đang đầy cho nên chúng ta sẽ dùng zigger để chúng ta rót ra. Rồi. Cái điểm đặc biệt của món này là chúng ta phải rót tách lớp, lớp này chồng lên lớp kia. Cho nên mình mượn cái miệng ly hơi vát ra. Nè, Trung Dũng đặt cái zigger vào. Rót trên thành ly xuống. Được hai màu không à? Đúng rồi, rất hai màu rất đẹp. Rồi bây giờ chúng ta rót ra lớp rượu thứ ba, chúng ta phải vũ bớt cái nền kem Bailey này đi. Lớp thứ ba là chai cuối cùng của chúng ta, chai ra mạch nhê có mùi vỏ cam chanh. Vỏ cam chanh đây. Và hình như là cái này thì cũng đòi hỏi phải sự khéo tay rất là nhiều đúng không chị Chi? Nếu mà không thì rượu nó sẽ bị lẫn lộn với nhau hết. Trung Dũng có muốn thử không? Thôi chị cứ thử đi vậy. Chị cứ thử đi vậy. Dũng sợ làm không đẹp đó chứ. Mình cũng vẫn rót từ từ như vừa rồi. Rất là đẹp. Trung Dũng thấy là B52 có 3 lớp mà 3 đặc lớp. Biệt hơn nữa. Để tạo ấn tượng của B52 là uống vào nóng từ dưới bốc lên trên. Thì chúng ta sẽ đốt lửa lên. Đốt lửa lên đúng rồi. Đốt lửa lên và uống. Trung Dũng đừng có đưa hột quẹt thẳng vô đây, tức là nó dễ bị ngộ độc ga. Mình đốt từ phía dưới để cho rượu lửa từ bắc vào, hơi cao lên chút xíu. Đưa xoay quanh cái ly. Đúng rồi. Lửa cháy rồi không à? Lửa cháy rồi. Rồi để uống món này ấn tượng á là chúng ta cắm ống hút vào. Đúng, và uống một hơi từ dưới lên. Trung Dũng cho mình cái ống hút trắng đi, với cái ly này mình dùng ống hút trắng là phù hợp nhất. Trung Dũng thấy ý này ha, cái đây có lửa nè, mình đang đưa ống hút vào, ống hút đang cháy. Đúng rồi. Cái cách đặc biệt để uống món này là mình cắm ống hút vào và Trung Dũng uống liền. Cắm sâu nhưng chậm vậy? Chậm từ từ thôi, lửa nó sẽ tuột dần từ trên xuống dưới. Nhưng mà an tâm, không vô cổ họng mình đâu, bởi vì có lớp Bailey chặn ở giữa rồi. Bailey là lớp kem sữa nên nó sẽ làm tắt lửa khi qua ống hút. Giờ bây giờ thì Dũng thử nha. Mời Trung Dũng. Cái ống hút nó hơi chảy là mình hút hơi chậm á, cho nên mình đặt vô làm phải hút liền. Ở trong ống hút có rượu, bên ngoài ống hút có rượu thì không bị cháy ống hút. Cái đó là bí quyết khi dùng món này. Và thực ra thì đặc biệt ở chỗ là sự khéo tay khi chúng ta pha chế rượu đúng không chị? Đây là một cái bí quyết mà mọi người phải có một cái riêng cho mình. Chị? Và tất cả các bartender đều làm được món này. Đây là hai món cocktail nó cũng phổ biến quốc tế. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn chị Chi rất là nhiều. Cảm ơn chị. Quý vị và các bạn thân mến, cocktail B52 và I Love You là hai món cocktail mà Dũng nghĩ là các bạn sẽ chiêu đãi những người thân trong gia đình chúng ta vào dịp cuối tuần phải không ? Và xin chúc quý vị và các bạn thành công với món cocktail này nhé.